Là khách mời là ai bên này? Không biết. Là hai mẹ con rất đặc biệt luôn. Là bay từ Hà Nội vô đây mà mới bay vô luôn. Là ghé phim trường liền. À, vậy thì bây giờ Thanh Thủy và Dương Bảo Lâm xin mời thân ái mời hai nhân vật của chương trình Con Tôi Vô Số Tội bước vào đây ạ. Chào Nhật Anh. Vâng. Chào dạ, Nhật con Anh. Chào cô. Chào dạ em. Cô ơi, cô giới thiệu cho mọi người biết cô tên gì và công việc hiện tại của mình là gì vậy cô? Mình tên là Nguyễn Kim Anh. Dạ. Mình là người Hà Nội gốc. Dạ. Và mình là giáo viên dạy môn ngữ văn. À, cô có xem chương trình nhiều không mà nhận lời ngày hôm nay mà bay một cái đủ khoảng đường mà xa vô tới đây vậy cô? Có, mình có xem. Mình thấy chương trình rất là thú vị. Chào em. Vâng. Giới thiệu cho mọi người biết đi nào. Vâng, xin chào mọi người. Mình là Nhật Anh Trắng á, là một YouTuber ở đang hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. À. Cái lúc mà đi học mẫu giáo thì Nhật Anh có cái kỷ niệm gì hay là có cái gì đáng nhớ không cô? Có lắm, có mấy nhớ. Trời, mới mẫu giáo mà có lắm. Nhớ đặc biệt bạn này lắm. Cô ở trong Sài Gòn luôn đúng không? Lúc em nhớ không? Lúc em chưa nhớ phải không? Em nhớ, em nhớ mang máng nhưng mà cái câu chuyện này nó cũng gọi là được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần cho đến tận bây giờ. Bây giờ để mẹ kể mới hay nè. Chuyện nó là sao vậy cô? Tức là khi mình chuyển công tác vào trong này thì cô em gái ruột của mình ấy, tức là dì của Nhật Anh ấy, có đánh tặng cho Nhật Anh một cái nhẫn. Mà ngày đấy thì nhẫn là rất là quý đấy. Một cái nhẫn vàng và để cho Nhật Anh đeo. Và toàn đi đâu cũng đi với mẹ, cũng không bao giờ mất gì cả. Thế khi xin cho con vào lớp chồi ở trong này để học thì con vào đấy con nhìn thấy một bạn gái xinh thì con tháo tặng luôn. Con tháo tặng luôn. Con tháo tặng luôn. 4 tuổi tháo tặng luôn nhẫn. Tháo nhẫn tặng luôn bạn gái. Thế là dạy gái từ nhỏ. Đấy, dạy gái từ nhỏ. Dễ sợ. Thế xong tối về thì mẹ nó hỏi thế cái nhẫn đâu, cái nhẫn của gì tặng đâu. Thì con mới bảo là con đã tặng cho bạn đó rồi. Thế là mình mới đến lớp hỏi cô giáo ở cái lớp trồi. Thì cô giáo gọi cái bé con 4 tuổi đó ra thì bé con bảo là vứt rồi, quăng rồi. Tại vì nó là một đứa 4 tuổi mà, thế nó cũng quăng đi rồi, nó không biết ở đâu. Cả nhà cứ trêu vì là cái kỷ niệm là dạy gái, dạy gái từ bé. Mà em còn nhớ ký ức đó không? Sao em tặng đồ người ta vậy? Em nhớ mang máng, chắc là em nhớ cái khoảnh khắc em tháo ra thôi. À, tháo ra. Tháo cũng khó bởi vì mọi người tháo khó lắm, mà mọi người xin không nhất định không cho. Không và cho. Mẹ còn yên tâm cho con đeo bởi vì không ai xin được con kể cả bố mẹ. Là giữ của, giữ không của. Cho ai. Đấy, nó khôn lắm mà. Thế mà tại sao lại gặp bạn đấy là tháo tặng luôn. Nhưng mà bạn thì lại ngây thơ, bạn vứt đi luôn. Rồi cái bạn nó bây giờ lớn lên còn nhớ bạn đó là ai không? Không hả? Vậy ngoài những kỷ niệm mới đi học là Nhật Anh có biểu hiện gì về năng khiếu về nghệ thuật không? Có làm thơ ạ. Có làm thơ. Có làm thơ. À. Nhưng mà không dám đọc thơ của Nhật Anh đâu. Nhưng anh làm, nhưng anh làm được 3 lần nhỉ? 3 lần mẹ biết xong sau đó thì Nhật Anh là còn mở một cái trang làm thơ lúc trưởng thành. Nhưng mẹ chỉ nhớ những cái lúc còn nhỏ thôi. Cái hồi đấy mẹ rất gầy như kia một số ảnh có mẹ đấy ạ. Khá gầy. Thế Nhật Anh chắc nghĩ là mẹ gầy, mẹ mặc cảm gì chăng? Nhật Anh làm tặng mẹ một cái câu thơ. Cô còn nhớ không cô? Nhưng mà ngại đọc lắm. Không đọc đi cô, tại vì chương trình Con Tôi Vô Số Tội cho nên có tội gì, có cái tật xấu gì thì cô kể hết cho khán giả được. Tại vì khán giả rất là Nhật mong Anh muốn. Nhật Anh thấy mẹ gầy, sau Nhật Anh làm câu thơ thì có lẽ cũng yêu mẹ nữa và động viên mẹ. Đó là ti mẹ to nhất, quả đất to nhì. À, sao ti mẹ to nhất, quả đất to nhì. Ti mẹ to... Bài thơ đầu tiên đấy ạ. Bài thơ đầu tiên đấy làm cho mẹ ngượng quá. Bởi vì mẹ rất gầy, mẹ được khen như thế. Mẫu giáo nó biết viết thơ rồi, hèn gì lớn lên sáng tác nhiều bài hát lạ hay lắm. Cá biệt chưa? Cá biệt lắm. Lát con cho mẹ coi. Con làm thơ hả? Không, không, lát cho mẹ coi những sản phẩm, những tác phẩm Nhật Anh. À... Cô cho con hỏi là hồi nhỏ đó, Nhật Anh có thương, có hay biểu lộ, có thể hiện tình cảm của mình với mẹ không cô? Có, nhà anh hay ôm mẹ, hay ôm mẹ, xong rồi hay nằm sát vào mẹ để được mẹ ôm. Thế có những khi mà bố đi vắng chẳng hạn thì là mẹ ôm con ngủ. Thì thấy là rất là ấm và nhiều khi hay bị nhát thì mình có sợ ma ấy. Thì từ Nhật Anh bé tí đã trở thành làm người cho mình. Là người đàn ông thứ hai rồi. Đấy, được dựa vào. Cho nên mình biết là con nhỏ như này thì trộm chắc Nhật Anh cũng sợ rồi mà ma chắc Nhật Anh cũng sợ. Nhưng mà không hiểu sao mình cứ tin tưởng ấy. Thế mình cứ ôm Nhật Anh cái là mình cảm giác là chắc không có trộm không có ma. Đấy. Và luôn luôn là mình an tâm nhiều đêm mà có hai mẹ con chẳng hạn. Thì mình luôn luôn có cảm giác là mình dựa vào con chứ không phải con dựa vào mình. À, còn Nhật Anh, cái tuổi thơ của em á, em có nhớ cái kỷ niệm nào mà em và mẹ đáng nhớ với con?
mẹ em thì là đi dạy, mà hồi đấy thì là em là cứ đi theo mẹ suốt thôi. Thì là mọi người luôn ấn tượng là ở cái lớp mẹ dạy luôn có một thằng đứng ở cửa lớp chờ và chơi loanh quanh ở đấy. Chờ mẹ. Tức là ngày đó có dạy phụ đạo buổi tối ấy. Yeah. Mà con chờ là từ 5 giờ chiều đến 9 giờ mẹ mới dạy xong 2 ca, yeah. 2 lớp. Thì sau đó thì mới được đi ăn. Nên mẹ hay cho ăn tạm một cái gì xong rồi là cứ đứng cửa lớp nghe mẹ giảng bài xong chờ luôn. Mà ngày xưa chứ em học giỏi lắm đúng không? Tại vì mẹ mình làm giáo viên ở nhà mình, mẹ kèm cặp mình. Ở nhà học giỏi không cô? Ngày xưa học giỏi không cô? Cũng khá khá anh ạ. Không phải là giỏi nhưng mà cũng khá. Nhưng mà cô có giỏi Phan không? Cũng bình thường thôi. Là thiên về toán lý hóa. Dạ. Khi đi học rồi có quậy phá đánh lộn đồ gì không cô? À cái đấy thì đồ không cô? Đánh lộn thì tuyệt đối không, nhà anh hiền lắm. Dạ. Rồi có bị bạn khác ăn hiếp không cô? Cũng có. Có một bạn ở trong lớp chắc hay bắt nạt Nhật Anh tên là Hưng. Thế là Nhật Anh có làm mấy câu thơ là trời nhà ơi. Em có con chó và tên nó là Hưng ấy. Thế là đánh cho một trận từ đấy không làm nữa. Rồi bạn Hưng quýnh hả? Không, thật ra là em chỉ trêu bạn ấy thôi. Và em có con chó tên nó là Hưng, mặt hay nhăn nhó, thấy em rất mừng. Thế là nó lao vào nó đánh cho. Thế là từ đấy trở đi không làm thơ nữa. Ngồi hay ha, ghét bạn mà không có chữ bạn mà làm thơ tặng bạn. Tặng thơ tặng bạn. Quá trời. Rồi khi mà mẹ mà làm giáo viên vậy em đi học có áp lực không? Thật ra là cũng khá là áp lực. Ừ. Là sẽ bị thế này thế kia. Đúng rồi, con rồi con mẹ làm giáo viên mà học dở rồi chết luôn á. Áp lực nhất là nhà anh học chính trong trường mẹ dạy. Trong trường cấp 3 mẹ dạy. Dạ. Cho nên là cũng rồi, khá áp lực. Rồi có mẹ không? Mẹ tránh mẹ để gửi con cô giáo khác dạy. Đà, ở lớp cô giáo khác mặc dù mẹ cũng dạy cái khối lớp đó. Dạ. Thật ra là em chỉ áp lực về cái việc mà bị các bạn gọi là xa lánh hay gì đấy thôi, chứ còn riêng việc học dốt thì em không áp lực lắm. Bởi vì là học dốt có khi các bạn quý hơn đấy chứ. Rồi có cái khi mà hai mẹ con, mẹ thì dạy chung trường, con thì học chung trường nó, thì hai mẹ con có kỷ niệm gì không? Có những lúc là Nhật Anh con than với mẹ là sao con khổ thế, các bạn thì một học kỳ mới họp phụ huynh một lần, một năm là có 2 lần họp phụ huynh, mà tại sao con thì một ngày là 5 lần họp phụ huynh, tại vì 5 tiết. Cứ mỗi một tiết ra khỏi giờ thì các cô giáo lại gặp mẹ ở văn phòng không? Thì các cô lại bảo, chị ơi con chị hôm nay nó nhìn qua cửa sổ. Là về lại bị, tại sao giờ lý nhìn qua cửa sổ? Thế xong lại, chị ơi hôm nay em thấy con chị nó không tập trung đâu, nó không ghi bài mấy đâu. Thế là lại bị mắng, thế là ngày nào cũng như các cô ra mách. Thế có những hôm mà đi thi thì cô ra cô bảo là, chị ơi hôm nay em coi thi em ngồi em ngắm Nhật Anh kỹ lắm, suốt 90 phút. Ông giống chị thật đấy. Thế thì mình bảo, ôi em ơi em ngắm con chị 90 phút tôi làm bài làm sao được đấy. Thì Nhật Anh quen hết cả những cái đấy, cũng phải vượt qua. Thì cô giáo nào cũng vào xem là xem mẹ con mẹ Kim Anh thì thế nào đây. Thế là như thế là lúc nào cũng phải cố gắng. Soi á, bị soi từng tí một hết ra. Có khi nào mà học trường mà bị phạt đồ không, phạt nặng đồ không mà mẹ biết không? Cũng có chứ ạ, tại vì nhiều khi các cô cũng tâm lý là còn hay phạt em nặng hơn bình thường. Là để cho các bạn đỡ dị nghị. Lúc đầu em hồi đi học thì em thấy cay lắm, ức chế lắm, không sợ thế. Nhưng mà càng về sau thì càng hiểu hơn, thấy cũng may mắn ạ. Ví dụ là có một lần là Nhật Anh có một tội là ngồi sau một bạn lái đi xe máy mà không có bằng ấy. Thì Nhật Anh không đi xe, Nhật Anh ngồi đằng sau xe một người bạn chở. Thế là cái bạn đó thì bị bắt. Bị bắt lại thì Nhật Anh có tội là tội ngồi sau người bạn không có bằng. Và cô giáo rất nghiêm, cô giáo phạt Nhật Anh không được vào lớp. Bao nhiêu lâu nhỉ con nhỉ? Phải mấy ngày? 4-5 ngày. Thôi phạt được 4-5 ngày không được lớp gì? Hồi đó là rất nghiêm và cô giáo rất là quý mẹ. Cô bảo là để chị dạy con, để chị rèn con cho em. Thế nhưng mà mặc dù cô nói thế, nhưng mà cô để Nhật Anh cứ đứng ở ngoài cửa lớp suốt 5 ngày, mà lớp Nhật Anh là cái lớp mà mẹ muốn đến lớp mẹ để mẹ dạy, mẹ phải đi ngang qua. Trời ơi. Cứ nhìn con mình đứng ở cửa lớp ngóng vào mà không dám nói. Mà cô giáo đấy lại rất là giỏi, rất là cá tính. Cô bảo để chị, và không thể nói là chị ơi tha cho con em được. Ngày nào cũng nhìn con mình đứng cửa lớp. Xong có lúc đứng mỏi quá ngồi xuống. Yeah. Ngồi xong cứ nhìn vào lớp xem các bạn học. Mà nhiều lúc thương con lắm mà cũng muốn nó năn nỉ chị lắm. Nhưng mà cũng thấy là chị quyết định chắc cũng đúng. Thế là nhịn 4-5 ngày con mới được vào lớp. Là con ở ngoài phải học, ở ngoài. Vẫn phải ghi bài. Ghi bài, bỏ ra ghi. Đấy. Mà có khi nào được qua nói mẹ nó, mẹ ơi cứu con không? Không, em thấy lỗi của mình thì mình phải tự chịu trách nhiệm thôi. À, trời ơi, thương quá. Lên đại học thì mẹ có hướng dẫn em và định hướng cho em theo công việc gì không? Hồi em đi thi đại học thì em cũng bảo là không biết là sau này mình hợp với cái gì, vì em chưa định hướng được là tương lai mình sẽ làm cái gì, vì em không thích một cái nghề gì mà em có thể học ở đại học cả. Thế là em mới bảo thôi, hồi đến ngành ngân hàng nó hot, thế là em đi học ngân hàng. Tại vì em cũng học khối A, thì em vừa mới
ra trường xong thì nó bị khủng hoảng kinh tế cái gì đấy. Thế là cái ngành đấy nó lại không hot nữa. Thì em ấy, cũng hơi bơ vơ một tí. Mẹ có hướng dẫn hoặc là mẹ có định hình lại cái sự nghiệp của mình không? Thì mẹ lại có tạo điều kiện cho em làm cộng tác viên của một cái tạp chí. Thì em cũng hay viết bài cho họ rồi. Cũng có thêm thu nhập, rồi sau đấy là em mới có công việc về sau. Thì là bạn ấy kiếm được tiền từ đó và bạn dùng tiền đó để bạn ấy đầu tư vào máy móc thiết bị để bạn ấy làm cái công việc mà bạn ấy đam mê đây này. Thế là lúc trước là mẹ cũng không cho bạn ấy tiền. Nói thật là mình có chia sẻ như này nhá, là mình chưa bao giờ cho con mình 500 nghìn đâu. Tôi chưa bao giờ mở ví ra rút là mẹ cho con 500 đâu. Tức là Nhật Anh chưa bao giờ xin được mẹ tiền. Thế nếu mà muốn có tiền thì phải làm. Và đấy là con tự làm mà được nhận cái số, nhận bút của cái số bài con phải viết. Cái đam mê từ nhỏ của Nhật Anh là gì cô? Có lẽ là cái khiếu hài hước. Hài hước. Chuyện gì từ nhỏ nó đã là cái người mà hay bật ra những cái câu làm cả nhà buồn cười ấy. Mà em không thể định hướng đi làm diễn viên hả? Em cũng thật ra là em cũng làm YouTuber là chính thôi. Còn em vẫn nhận những cái job làm diễn viên. Dạ, trên mạng thì con thấy một cái clip rất là hot của cô đó, là cái clip mà gia đình đó, là cái đám cưới, cái lúc mà mỗi người mà đọc rap một bài. Đừng biết đây là ý tưởng của ai vậy cô? Đây, ngay đọc rap. Con không biết nè, mẹ coi nè. Đó cô đó. Ủa lúc cô có tóc ngang hả cô? Đúng rồi. Dạ. Nè, thấy chưa? Làm những cái động tác mà rất là hot trên mạng như là nhiều vậy. Cái này là do cô tự quan sát trên mạng hay là Nhật Anh hướng dẫn phải làm như vậy cả cô? Cả là Nhật Anh hết chứ. À. Kể cả mình này, rồi cả gia đình mình cũng như là gia đình bên nhà vợ Nhật Anh. Dạ. Tại vì là hai bên thông gia cùng hát, mà lại nhà mình là nhà giáo. Dạ, đúng rồi. Đấy. Và bên hai vợ chồng đều là nhà giáo, bên kia hai vợ chồng đều là quân nhân, đều là sĩ quan quân đội. Thế mà nó khéo thế nào mà nó thuyết phục được hai nhà. Để mà lúc làm thì chỉ nghĩ là làm một cái clip vui ở trong đám cưới. Thì không ngờ về sau nó lại lên mạng, hot trên mạng luôn. Thế là cũng ngại. Mà mình đến lớp mình bước vào cái cả lớp đứng hát. Thế là học sinh rủ nhau thuộc hết, xong cả lớp đứng hát trêu cô. Mà là rất là quý cô. Thế thì mình cũng bất ngờ. Bởi vì không ngờ là cái đó lại gây cái hiệu ứng vui vẻ như vậy. Mà sao em thuyết phục được hay vậy em? Thật ra mọi người cứ nghĩ là thuyết phục rất là khó. Nhưng mà không hiểu, chắc là tại mọi người yêu quý em hay nhỏ em cứ cái bảo này là để phải kể tội. Tức là Nhật Anh khéo là Nhật Anh thuyết phục từng nhà. Ví dụ Nhật Anh bảo mẹ ơi, chẳng nhẽ bên nhà cô dâu hai bố mẹ cô dâu hát mà mình lại không hát ấy, thì là mình phải hát thôi. Mà bên xong, kia nhắc mình thôi. Bên kia nói là ba mẹ con hát rồi, thế thì bố mẹ hát chẳng nhẽ ba mẹ con hát mình. Thế là quay từng người riêng mà xong ghép vào là thành cả đội đủ luôn. Trời ơi. Thì đấy là lời đọc rap tất cả cái ý tưởng là tập của Nhật Anh hết. Tập cho bốn người cho hai bên thông gia với nhau. Mà trước ngày cưới đúng một ngày thôi, hôm sau là phát luôn. Ai dựng em dựng luôn hả? Em dựng hoàn toàn. Mà mình hoàn toàn không được xem, cho nên trong đám cưới mình còn ngơ ngác. Mà từ bao lâu em có những cái ý tưởng chế lời bài hát, và từ bắt đầu từ đâu hay là cái đam mê từ nhỏ? Tại vì một lần năm em học đại học năm cuối, năm 2012 thì em bắt đầu thấy có một cái video trên mạng hay hay thì em bắt trước. Xong rồi từ nhỏ thì em rất là thích xem Táo Quân. Anh chị hay các cô chú cũng hay chế nhạc thì em cũng rất là thích. Thì đấy thì em mới làm thử một cái clip để gọi là cho bạn bè xem thôi, mà không ngờ cái clip đầu tiên thì lại được mọi người đón nhận luôn. Thế từ đấy em quen đẩy làm rồi. Nghe chọn người đúng không? Đúng. Âm mà chế lời đâu phải ai chế cũng hay đâu mẹ, con cũng chế rồi nhưng không có hay, tùy người. Có bây giờ con bị chửi chưa? Chửi hoài chế bậy bạ bị chửi. Đó, mà bạn chế rất là tinh ngôn từ của bạn, cái lời của bạn rất là đa dạng phong phú. Nghĩ là có gen của mẹ, tại vì mẹ dạy văn. Có nào mẹ hỗ trợ về phần chế lời cho em không? Hỗ trợ trực tiếp thì không, nhưng mà đấy, như em có kể là kỷ niệm của em là cứ hàng tối hàng chiều là đứng ngoài nghe mẹ giảng bài. Nên là có khi lại ngấm vô thức. Đúng rồi, những lời văn của em rất là hay luôn và rất là phong phú luôn. Nhưng mà có khi nào mà mẹ hỗ trợ em quay clip ngoài cái clip đó, còn cái clip nào mà mẹ hỗ trợ thêm cho em khi mà quay YouTube được? Có một lần là đại khái là em làm một cái vlog bình thường thôi, xong rồi ý khuyên mọi người là Tết nhất thì thôi đừng có mà gọi là hãy về với gia đình đi các thứ. Thế lại mẹ em lúc đấy có thò vào mắng một câu là mày suốt ngày quay clip có nhớ gì đến gia đình đâu, kiểu thế. Rồi đợt đó lên là học sinh cứ chọc không cô? Có chọc nữa thì nó lại thu luôn, quay luôn cái lúc mình ngó vào mắng. Thế đâm ra là khi lên cái đầu là cái đó mắng tự nhiên hay mắng tự nhiên chứ? Mắng tự nhiên vì Tết không thế là làm gì việc nhà, mẹ đang loay hoay quay, mẹ mới bảo mày chỉ làm mấy clip vớ vẩn, đi ra giúp mẹ đi. Thì nó quay luôn, nó biết đang mắng quay luôn.
thế là nó phát luôn vào cái clip đó. Ôi, thế là cơ hội nó lợi dụng mẹ dễ sợ luôn là... gì. Đến trường học sinh mới cười và con nhận ngay ra giọng cô mà như thật luôn lúc cô mắng anh.